Kính chào quý khán thính giả của Sakya Buddha University TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần qua, học viên lớp cao đẳng được cô Tâm Nhật giảng kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược. Sau đó, thầy Trí Quang giảng kinh Trường Bộ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Thủ Lăng Nghiêm, cô Tâm Nhật giải thích các tầng trời vô sắc giới phần 2. Tầng trời thứ hai là thức vô biên xứ, chỉ còn cái thức của A-lại gia và nửa phần vi tế của Mạc Na thức. Người này vượt qua chướng ngại của sắc tướng không của vô biên xứ, do tâm tưởng mà còn ngay cả cái tưởng hư không cũng không. Nay chỉ là tống thức mà năm phần trước không còn hoạt động. Sự ô nhiễm chỉ còn lại tinh tế nên thức biến trùm ra khắp mọi nơi, nên gọi vô biên. Vô sở hữu xứ là lúc đạt tới địa vị thì sắc và không đã tiêu giống như ngôi nhà bị phá hủy, người đã biến mất. Thức thứ bảy Mạc Na đã mất, tất cả mười phương tịch lặng, không có chỗ đi, cũng không có nơi đến. Tầng trời này cũng cao hơn nhiều, tuổi thọ cũng dài lâu hơn. Người tu định lực này nhiếp trì quán về thức là trống rỗng, phi hữu. Nếu có ý tưởng nảy sinh thì định lực này sẽ bị phá hủy, họ tiếp tục luân hồi, tái sinh vào cõi khác. Cõi phi tưởng phi tưởng xứ ở nơi cao nhất, ý thức không còn hoạt động, chẳng lay chuyển. Họ trong định thật lâu là hàng chư thiên có tuổi thọ dài nhất. Ý tưởng này không còn nảy sinh, nhưng nếu khởi lên thì lại vào luân hồi trong tương lai. Vì đè nén bởi định nên khi có tưởng, khi không có tưởng. Cái ngã vi tế vẫn còn, nên còn chịu cảnh luân hồi, thay vì theo pháp Phật, thì biến chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển mê thành giác, chuyển vọng tâm thành chân tâm, mà thấy biết như thật, chứ không tiêu diệt thức. Chư thiên cõi vô sắc giới, lấy công phu tu tập cái không, thức, xứ, tưởng, giống như người tạo tác lấy mỏ, chọn thứ vi tế này, không chọn thứ thô sắc kia. Tuy sẽ không ở trong cõi sắc, nhưng vẫn sinh diệt. Thấy cái không vẫn chưa tột cùng, vì ngay trong tướng thì thể vẫn thể hiện, mà phải thấy cái thể tánh chân không thường trụ bất sinh bất diệt của vật. Một khi có nhân duyên tròn đủ, nó vẫn tạo thành. Vậy, xét về thánh đạo ngũ bất hoàn thiên, thì con đường đến đây được chấm dứt, gọi là hạng bất hồi tâm độn A-la-hán. Chấp nhận an lạc ngay tại hóa thành mà dừng lại. Ngược lại, tiến sâu vào Bồ Tát Đạo, tu tập hạnh nguyện Bồ Tát, nên người này là hồi tâm A-la-hán, mới tiến sâu vào đường chánh giác của Bậc Thánh. Nếu từ trời vô tưởng đến cõi trời bốn không mà cứ chấp chặt, chẳng thể quay đầu, vẫn còn mê muội hữu lậu, không biết tìm về chân tâm bản tánh, thì tiếp tục rơi vào vòng luân hồi. Vậy, hãy giữ tâm vào trung đạo, chớ nên để sai lầm chấp lấy cái không. Vào giờ học kinh Trường Bộ, thầy Trí Quang giải thích bài số 18, kinh Xà Ni Sa. Do yêu cầu của tôn giả A Nan nên Phật nói về vấn đề tái sinh của hiền nhân tín đồ nước Ma Kiệt Đà và vua Tần Bà Sa La, cũng như Phật đã tuyên bố về vấn đề tái sinh của các tín đồ đã sống, đã chết và người được sinh ra nơi này, người được sinh ra nơi kia ở xung quanh bộ lạc Na Đề Ca. Đức Phật thuyết pháp này sau khi suy nghĩ, tư duy, toàn tâm suy tưởng. Và ngay khi Phật thấy được nơi thọ sinh của các vị, thì một dạ xoa tên Xà Ni Sa đến yết kiến với hai nguyên nhân. Đó là tự xác nhận mình là hậu thân của vua Tần Bà Sa La, đã đề cập đến 14 lần tái tục và 7 lần được sinh vào dòng Tứ Thiên Vương. Một kiếp làm vua ở nhân gian, nay sinh trên thiên giới. Thứ đến là dạ xoa mong muốn trở thành bậc nhất lai sau thời gian sống an lạc trong quá khứ, không bị đọa lạc nơi ác thú, do vì hiểu được ác thú, biết sống nương nhờ vào lời dạy và quy ngưỡng Đức Phật. Dạ xoa đã thuật lại việc Phạm Thiên nói lên những lợi ích thiết thực
về hiện hữu của Phật trong đời, mang đến những giáo pháp vô cùng hữu ích. Đức Thế Tôn phục vụ cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lợi ích cho chúng sinh, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và nhân loại. Chư thiện hữu, với những ai đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, thì những vị này khi thân hoại mạng chung đều sinh về thiện thú, thiên giới và thấp nhất cũng là hàng Càn Thát Bà. Nhờ việc tu tập tinh cần và khéo phát triển bốn thần túc là tu tập thần túc, câu hữu dục, thiền định tinh cần hành, tinh tấn thiền định, tâm thiền định, tu tập thần túc, câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành. Nhờ vào dục, cần, tâm, thẩm nên đạt tới đại thần lực và đại uy đức dưới nhiều hình thức khác nhau. Thêm nữa, Phạm Thiên nêu ba con đường tắt hướng đến an lạc do Thế Tôn đã chứng ngộ và khéo thuyết giảng. Do được nghe thánh pháp, chánh niệm, chánh tư duy, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp, có đời sống không gần cận dục lạc, không gần cận bất thiện pháp, nhờ vậy an lạc khởi lên và hơn cả an lạc hoan hỷ khởi lên. Đó là con đường tắt thứ nhất. Con đường tắt thứ hai, do được nghe thánh pháp, chánh niệm tư duy, chứng đắc thánh pháp và tùy pháp, làm cho thân hành thô lậu được an tịnh, khẩu hành thô lậu được an tịnh, ý hành thô lậu được an tịnh. Nhờ đó an lạc khởi lên và hơn cả an lạc hoan hỷ khởi lên. Con đường tắt thứ ba, do được nghe thánh pháp, chánh niệm tư duy, chứng đắc thánh pháp nên như thật biết về thiện, bất thiện, có tội, không tội, phải thuận theo, phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng đồng đều, nên vô minh được trừ diệt, minh được sinh khởi, an lạc khởi lên và hơn cả an lạc hoan hỷ khởi lên. Phạm Thiên còn dẫn chứng những pháp giải thoát được Phật khéo giải thích như bốn niệm xứ được tu tập và phát triển, diệt trừ ưu não khởi lên vì tham ái ở trong đời, tâm chánh định và chánh an tịnh sinh khởi, tri kiến được sinh khởi và hướng đến chân thiện. Con đường duy nhất diệt trừ mọi đau khổ là sống quán thân, thọ, tâm, pháp. Còn bảy pháp định tư lương để tu hành chánh định, để kiện toàn thiền định như chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, đưa đến chánh giải thoát. Câu chuyện hội ngộ giữa Phật và vua Tần Bà Sa La để lại nhiều bài học như việc tôn kính Phật, biết tìm học giáo pháp và kính trọng thánh tăng. Dù vua là vị bận rộn việc nước hơn hết, nhưng thường xuyên viếng Phật 1 đến 2 lần trong ngày. Vua còn là người tinh cần học pháp, hiểu biết đúng về chánh pháp Như Lai, sống như pháp, rồi truyền bá đạo pháp, mở ra cửa chấm dứt luân hồi sinh tử. Con đường dẫn đến thành công đều phải bắt đầu từ 4 yếu tố cần thiết. Trước hết là ưa thích chọn công việc mình mong muốn, siêng năng cần cù, chăm lo việc ấy, dùng cả tâm làm việc ấy và có kiến thức, trí tuệ để giải quyết việc ấy. Nếu như một vị chọn thiền tập là con đường để đi, thì phải chuyên tâm chăm chú vào việc đó, dùng cả tâm lực mà thực hành cho đến khi đạt đến mức định lực, bằng cả trí tuệ. Nhờ có học Phật Pháp nên nhiều việc sai trái trước đó nay đã được thay đổi. Hãy tập nói chánh ngữ với lời như sau: chánh pháp đã được Phật khéo thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người trí tự mình giác ngộ. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tại quận Cam, Nam California sẽ có chương trình học như sau: lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5:45 đến 6:45 chiều, thầy Huyền Châu giảng vi diệu pháp. Lớp cao đẳng từ 7:00 đến 9:00 tối sẽ được học kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược qua lời giảng của cô Tâm Nhật và kinh Trường Bộ qua lời giảng của thầy Chí Quang. Lớp sơ trung đẳng từ 7:00 đến 9:00 tối sẽ được học kinh Trung Bộ qua lời giảng của thầy Chí Quang và cô Tâm Nhật sẽ giảng kinh Viên Giác. Trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc.
Đồng thời kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc.org. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.